quá chừng xe đổ vô rồi. Ngay cái cua chạy lại ra ngoài đây này. Ngay cái cua xà lan quá chừng luôn rồi. Nổi có khẩm có luôn. Mấy chiếc khẩm thì đang đổ vô. Ôi ôi cái chiếc này xịt cái ống nước coi nè, ống nước ở trên xịt ở dưới tè le luôn. Ống này ống bị bể á, xịt tùm lum hết trơn. Đi xà lan cát á thì mình phải xịt vậy đó, tại vì nó cát nó khô thì nó sẽ bay. Bởi vậy khi nào nó khô quá là phải xịt. Chạm chạy luôn hả Nguyên? Chạm chạy luôn rồi. Ôi ở ngoài sau lưng bây giờ xà lan quá chừng luôn kìa, xà lan đông nghẹt luôn. Cát này chiếc nào cũng chiếc nấy cũng nái nái không à, chiếc nào cũng siêu to khổng lồ hết trơn á. Mấy chiếc xà lan cát này đa phần là xà lan Long An không à. Em Phúc thì cũng xà lan Long An luôn. Wow. Đây có chiếc này nè, chiếc này là chiếc chở rơm nè. Quá chừng luôn, chở rơm đầy hết trơn. Phải có một người ngồi trước mũi để mà quan sát. Chứ ngồi ở sau buồng lái người ta không có thấy rõ á. Quá chiếc rơm này chở quá đầy luôn. Rơm này nó nhẹ quấn cuộn cuộn vậy chứ nó không có bao nhiêu hết á. Cái ghe còn nổi vậy lắm. Đây thêm một chiếc cát hẳn nữa nè. Đây cũng là xà lan của Long An. Trời ơi xà lan này sơn màu quá nổi. Phúc phải không? Không phải hả? Thấy cầm điện thoại mà không biết phải không? Xà lan này sơn cái màu quá trời nổi luôn. Cái viền màu đỏ, cabin màu vàng, cửa sổ màu xanh. Wow, cái xà lan nó có cano luôn kìa. Cái xà lan Đồng Tháp có cano ở phía sau luôn. Cano đó nhiều tiền à. Ngon, ngon thấy mấy chiếc cano đó giờ ngon cũng thích lắm cả nhà. Mà cano đó nghe nói nhiều tiền lắm. Dài chục tuổi hút nước kìa. Quá chừng cái lái rồi kìa. Nhiều khi á, mình đang ngồi ăn cơm hoặc là đang chạy, đang bấm điện thoại, đang coi cái gì đó. Mấy chiếc xà lan này mà qua một cái là mình không có hay. Ôi chiếc này sao giống chiếc nãy quá vậy. Này với chiếc nãy cùng cả nhà ơi, cùng Đồng Tháp luôn. Chắc cùng một chủ á. Mà chiếc nhỏ chiếc lớn. Sơn cái màu y chang luôn. Wow. Qua mặt luôn. Qua mặt luôn. Chiếc này với chiếc ơn chú là cùng một chủ. Cùng một chủ người ta sơn một cái màu giống nhau như thế này là mới đúng. Còn như bên Ngân á, bên chiếc của cha Ngân thì chủ mít màu xám sáng, còn bên chiếc của Ngân thì chủ mít màu đỏ nè. chủ mít là màu độc quyền luôn. Cái chiếc này trà bá lửa không? Không ăn nữa hả? Ừ, nãy giờ 7-8 chiếc không ăn rồi đó. Thời gian cát Long An là vô địch luôn rồi. Chiếc Sài Gòn đó người ta đang trà sơn cabin chuẩn bị ăn Tết. Chiếc này chở quá khẩm luôn. Chiếc này chắc cũng không phải chiếc của ông Phúc quá. Nó thì phải không? Để không sao không được. Thu Ngân gặp Kim Ngân nè. Đúng rồi cả nhà, chiếc này chiếc xà lan của em Phúc nè. Xà lan của em Phúc. Chờ ẻm từ nãy giờ không biết chiếc xà lan nào. Xà lan này là xà lan Thu Ngân. Trung nó đang chờ em trọng á. Bây giờ thì Ngân đã đi về tới thành phố Mỹ Tho rồi nè.
Ở đây xà lan đậu nhiều dữ lắm, đậu chờ con nước á. Mấy chiếc này thì người ta chờ nước rồng, nước rồng thì người ta mới đi. Nãy nó không bọc vô đây, đậu sát bờ luôn. Chứ đậu đây vậy bơi xa lắm. Hả? Xả ngon, bây giờ xả ngon trẻ. Trẻ vô cái lỗ ở trong để mà đậu gần bờ. Để kinh đồ lên xuống á. Anh Nguyên với lại em Đàn bơi xuồng đem đồ ở trong nhà rồi. Đây chỗ này là thành phố Mỹ Tho nè. Đó, bây giờ thì xà lan đang thả sình sình ở ngoài sông. Chờ cho mấy ổng đem đồ xong á thì xà lan mình đi luôn. Nước lớn bây giờ chảy rất là mạnh luôn. Nước này chắc đi được tới Cao Lãnh luôn anh. Không nổi đâu, mình ghé cái này là đi không nổi đâu. Mình còn ghé hai chỗ đúng không? Ừ. Còn chút ngon về ngon còn ghé nhà bác hai lấy sầu riêng nữa. Chắc đi tới cầu Mỹ Thuận quá. Tới Sa Đéc gì lắm. Ừ, tới Sa Đéc cũng được. Đáng vô đậu khao á. Vô đậu chỗ mình hay đậu. Ừ. Đó, khiêng đồ lên, khiêng đồ xuống. Hai ông tèo bơi quá bơi rồi. Nhìn nhìn là biết không biết bơi xuồng rồi. Nhìn cầm cái dầm là không biết bơi xuồng phải không? Xuồng chặt hơn Nguyên. Kiểm tra xuồng nha. Em sợ cái khoan á với dây là không đứt rồi đó. Nhấn không? Nhấn. Nhấn đi. Nhấn đi. Nhấn đi. Nhấp vào lên. Này chắc con đảo sầu riêng kêu mua 5kg đi nè. Mọi người ơi, xà lan mới vừa về cái nhà thì vậy anh không có chứ mốt đi xà lan anh có sầu riêng ăn hoài hoài. Hết em cũng không có. Em của Ngân mới chở xuống một hộp sầu riêng. Đang đói bụng. Vô tình lụm được bí kíp luôn. Đây. Nguyên hộp sầu riêng nè. Sầu riêng này là sầu riêng Thái á, với lại sầu riêng ghi sáo. Mời mọi người ăn sầu riêng nha. Chút bỏ sườn vô lấy sầu riêng nữa. 70kg. Mà chưa có khỏe mà đâu. Không biết bơi sườn. Thấy cầm cầm cái dầm dít dít rồi biết không biết bơi sườn rồi. Hồi đó quỳ xuống không đâu biết bơi. Lần đầu tiên làm chuyện này. Từ từ mốt lên chở anh bơi xuồng cho mấy ông này đi chài là biết bơi à. Anh ăn thử cái này ngon ghê luôn nè. Con biết ngon. Không, con ném món trái nhạt. Trái nhạt. Đúng rồi à. À đúng ngày cái trái nhạt. Ngon ngọt không? Này ngọt. Luôn rồi. Cái này là khui sầu riêng mà để chín quá nó không ngon. Em trai Ngân mua cho 5 ly trà sữa. Rồi một bịch dì Tư Ngân khui cho một bịch mít nữa. Vậy là mít ông ngoại đem ra nhiều lắm á. Hồi nãy Nguyên thấy trong vỏ sách đó có nhàn hơn Nguyên. Không đi. Nhàn thì không có. Không có. Cái muối sầu riêng nó bự á. Sầu riêng là sầu riêng tí xấu. Ồ. Đắng quá. Đắng quá hả? Cái này khui để chín quá nó bị đắng rồi. Mày tính ra sầu riêng ghi sáo, sầu riêng ghi sáo là ngon nhất á. Còn kia là cái gì? Chuồng bò cũng ngon nó có cái này là dở nè. Cái này chuồng bò chắc mềm hả? Chuồng bò nhão.
Hôm nay thì Ngân đi xuyên suốt từ ngày hôm qua, từ lúc 8 giờ tối ngày hôm qua thì cho đến 5 giờ chiều ngày hôm nay thì xà lan của Ngân đã về tới Mỹ Tho rồi. Xíu nữa thì Ngân sẽ lên Phú Phong và Ngân sẽ ghé một lần nữa, ghé Phú Phong, ghé nhà bác Hai á, Ngân sẽ lấy trái cây xuống ăn nữa. Kỳ này bật mí cho mọi người một tí xíu nha, thì chuyến này xà lan Ngân sẽ lên đất Campuchia, Ngân sẽ đi nước ngoài và chắc có lẽ là chuyến này sẽ về ăn Tết Việt Nam mình không có kịp, và hai vợ chồng Ngân sẽ ăn Tết ở trên Campuchia luôn. Hy vọng là mình sẽ về sớm, ví dụ như mùng 2, mùng 3 gì đó mình sẽ đi về. Chứ nếu mà ở chợ anh tới mùng 4, mùng 5 là về hết Tết luôn. Nhưng mà bây giờ Ngân cũng chưa biết luôn nữa. Hy vọng là mùng 2, mùng 3 thì Ngân sẽ về. Tại vì cái lô hàng này thì 2 chiếc, cái lô hàng này 4 chiếc, một chiếc tại nhất, chiếc Ngân tại nhì, rồi cha mẹ Ngân tại ba, còn chiếc tại tư nữa. Thì Ngân là chiếc tài nhì, chiếc tài nhất thì hiện tại á, là bây giờ đã qua khẩu Campuchia rồi, và ngày mai thì người ta sẽ giao hàng. Ngày mai thì sẽ lên tới Campuchia, tại vì từ cửa khẩu mà lên tới chỗ giao thì cũng mất một ngày một đêm mới tới. Rồi chiếc đó giao xong tới tài của Ngân. Nhưng mà không biết là có kịp gì ăn Tết không đây nữa. Ngân với ông xã Ngân thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là sẽ ăn Tết ở bên nước ngoài rồi, cho nên là cũng không có buồn lắm. Cha với mẹ chồng Ngân thì kêu thôi để cho mình chồng con nó đi giao hàng đi, còn con ở nhà về bên anh chị xui ăn Tết. Nhưng mà cha mẹ Ngân có kêu Ngân về, mà tại vì bỏ ông xã Ngân đi giao hàng thì Ngân cũng không có yên tâm nữa, cho nên là Ngân đi theo luôn. Ngân đi từ ở Vũng Tàu ngày hôm qua, giờ thì cha mẹ Ngân chưa có về, cha mẹ Ngân còn đậu ngoái á, còn chờ thủ tục. Thì thường thì xà lan mình đi Campuchia thì mình sẽ chờ giấy hải quan, giấy thông quan á, là xà lan mình được phép sang Campuchia, chở hàng sang Campuchia á, gọi là giấy thông quan á, thì mình mới được về, chờ cái tờ giấy đó đó. Và Ngân thì Ngân chuyến này tới hai cái lô hàng lận, một lô trước và lô sau, thì Ngân được ghép vô cái lô trước, lô 3.000, hai lô 6.000, thì bốn chiếc xà lan đó là hai lô 6.000. thì Ngân lô trước, Ngân có thủ tục trước, còn cha mẹ Ngân lô sau cho nên chưa có thủ tục. Ngân ghé chỗ nhà bác Hai á, thì vận chuyển được nhiều sầu riêng này xuống xà lan nè. Ôi ôi cả nhà ơi, mấy trái sầu riêng ghi 6 á, nó to chà bá luôn nè. Trái này chắc cũng 5 kg mấy, 6 kg á. Giờ không có sầu riêng nhỏ, toàn là sầu riêng bự vậy không à. Còn này là chuồng bò, chuồng bò trái nhỏ nhỏ này thì người ta bán solo luôn 45.000 kg, có lớn có nhỏ nguyên một đống luôn. Vận chuyển cái đống này xuống mà vất vả luôn, mới đụng vô trái sầu riêng chuồng bò mà bị đâm rồi nè. Cái sầu riêng chuồng bò cái gai nó nhọn, mua 60 kg sầu riêng, anh Nguyên 30 kg, chị Nhung 20 kg, là 50 kg rồi, Ngân 10 kg nữa là 60 kg sầu riêng. Trời ơi, vận chuyển từ ở trên nhà bác Hai mà xuống xà lan, rồi qua một chiếc xà lan nổi rồi mới tới xà lan của mình, vận chuyển vất vả luôn á đó. Đó bây giờ anh Nguyên với lại em Đàn á, cái em Đàn áo đen đó là lính mới á, em Đàn là người miền Trung, giờ em Đàn kinh sầu riêng đem ngày sau lái á. Đuối như trái chuối. Con nước tối này á, con nước tối này thì chắc xà lan mình sẽ đi về tới Sa Đéc. Ông thuyền trưởng đang chạy ở trong á, bây giờ là rụng rời mỏi mệt tay chân.
cả cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng hôm nay thì Thà Lan Ngân đã đi tới An Giang rồi. Ngân đi tới Đồng Tiến, An Giang rồi, chuẩn bị vô tới chợ mới rồi. Sáng hôm nay thì lạnh quá chừng lạnh luôn. Thường khi mà Thà Lan đi đêm thì Ngân hay mặc áo len nè, Ngân mang giới rồi mặc áo khoác, rồi Ngân đội thêm một cái nón len ở trên đầu nữa, bịt thêm cái khẩu trang, có khi lạnh quá thì phải đeo bao tay luôn. Bây giờ thì trời rất là lạnh, hồi tối Ngân mặc mấy lớp áo luôn, mặc cái áo len, rồi mặc phía bên ngoài cái áo khoác, rồi chùm thêm một cái mền nhung nữa, mà trời nó rất là lạnh luôn. Bây giờ cũng lạnh nữa, nhưng mà đỡ hơn rồi lúc tối. Cái mùa gì mà cái mùa nó nôn Tết mà nó lạnh. Đây là cái khung cảnh buổi sáng ở An Giang nè. Bây giờ thì trời sương mù mịt luôn. Buổi sáng thì rất là lạnh luôn, cho nên là bây giờ sương còn cũng nhiều lắm. Mặt trời cũng chưa có mọc mọi người. Ngay chỗ này có cái phao đỏ nè. Cái phao này thì nó muốn bị sứt cái đầu luôn rồi. Ngay chỗ Đồng Tiến này thì có mấy cái phao đỏ nè. Bình thường nước đổ thì mình có thể chạy ở trong phao luôn, mình chạy sát ở trong bờ luôn á. Nhưng mà bây giờ thì nước đã hết đổ rồi. Mấy cái phao này là rất là to luôn á. Nước bây giờ vẫn chưa có ròng nữa. Nước ròng rồi nhưng mà chưa có chảy. Giờ thì Thà Lan Ngân sẽ đi đến khi nào nước ròng vậy thôi. Từ đây mà lên tới chỗ nhà anh Nguyên thì còn khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng nữa. Mình chạy qua chỗ này, xích ở trên kia là ngay chỗ chợ mới An Giang à. Gần tới chợ mới An Giang rồi. Tối đi cái đoạn cao lãnh á, trời ơi người ta thả lưới quá chừng. Thả lưới nhiều lắm. Ở trên ngay chỗ chợ mới An Giang này á, thì người ta bơm cát rất là nhiều. Và cũng có rất là nhiều xà lan cát người ta đậu nổi trong bờ nè. Đó, mấy chiếc này thì đậu chờ tại bơm cát á, cạp cát chứ. Ngay chỗ chợ mới này mấy cái cần cẩu cạp cát nhiều lắm. Ở bên này thì Thà Lan Ngân thì ngồi 1.600 tấn thì mình sẽ đi bên cái dách phía bên trái. Còn những cái chiếc nào mà tải nhỏ nhỏ mà chở nổi thì mình sẽ đi bên cái dách phía bên phải. Đi bên đó thì nó nhẹ nước, nhưng mà mấy chiếc lớn thì đi bên đó nó bị cạn. Bây giờ ngồi ở trước, gió rất là mạnh, sương thì nhiều, trời thì lạnh lạnh, nắng muốn quéo. À, mấy tỷ đó. Em nói rồi, ngon rồi, 61 vô rồi. 5 tờ.